Em ở đâu nhỉ? Em ở đây, em ở Thi Hải. Thẩm Thi Hải là cách bao nhiêu cây số nhỉ? 5 phút đi xe. Wow, em biết tới Thẩm Mỹ Viện Quốc tế Hoa Anh Hà Nam này là qua. Em đi biết qua Facebook thôi. À, qua Facebook đúng không? Rồi thì mời gọi chúc mừng em, cái tên gì nhỉ? Em tên là Duyên. Rồi, ai thì là Duyên xinh hết nhỉ? Ngày xưa đi học anh có bạn gái tên Duyên đấy. Bây giờ mình quay nhá. Rồi, đây là một giải pháp mà chúng ta có thể thay đổi được hoàn toàn cái làn da khi chúng ta sử dụng công nghệ laser quyến rũ điều trị nám và điều trị tàn nhang. Thì nó sẽ giúp ngắn thời gian điều trị cho khách hàng và đảm bảo cho mình không sưng không đau nhá. Quay nhé. Quay đâu? Cái hình thức quay là thế nào? Bây giờ mình cứ quay kiểu nào cũng được nhá. Một là quay như này, hai là quay như này, muốn nào em tự tái phải. Đổi lên luôn. Xong mình nhé. Rồi, bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Rồi, các bạn thấy không ạ? Đây là chương trình vòng quay bắn nhá. Vàng ơi, mở cửa ra nào, Vàng ơi, mở cửa ra nào, Vàng ơi. Có một chỉ vàng các bạn nhá, Rồi, một chỉ vàng rồi, wow. Tẩy trang Hanya trị giá 580k. Chúc mừng em, tuyệt vời quá. Tẩy trang đâu, đúng rồi. Món quà tuyệt vời nhất dành cho em luôn. Đây là sản phẩm cao, gần như là cao nhất trong tất cả những sản phẩm ở đây đi em. Đúng không? Đó, buồn hời quá luôn. Thế nào cao hơn em? Đây, ví dụ cũng thôi. Nhưng mà bây giờ mình trúng tẩy trang rồi. Được rồi chưa? Dạ. Rồi, còn em cảm thấy thế nào? Có vui không? Có thích không? Dạ, rất thích ạ. Nếu như mà được quay thêm một lần nữa thì thích không? Mua thêm một dịch vụ nữa là sẽ được quay thêm một lần nữa. Dạ. Ok. Vâng. Rồi, năm nay nhiêu tuổi đấy? Em 29. Wow, năm nay làm dịch vụ laser xong trẻ ra còn 19 nhiều không? Dạ vâng. Dạ? Cũng mong là như thế ạ. Là xứng đáng có thêm nhiều bạn trai nhỉ? Dạ. Rồi, chúc mừng em. Rồi, đây là món quà tuyệt vời nhất mà Ngọc Anh muốn dành tặng cho mọi người. Các bạn chỉ cần tới ngay hệ thống Thẩm Mỹ Oanh ngay trong ngày hôm nay và trong tháng 9 này, các bạn sẽ có cơ hội được nhận ngay một lần quay vòng quay mắn và có cơ hội trúng ngay một chỉ vàng nhé. Đây là một chỉ vàng các bạn này, đây là một chỉ vàng 4 số 9 luôn này. Và hàng trăm phần quà hấp dẫn khác, cô giải thưởng có thể lên tới là 868 triệu đồng luôn. Chúc mừng em. Cảm ơn. Rồi, tuyệt vời. Nhớ nhanh tay bấm ngay vào link này, nhận ngay món quà tuyệt vời từ hệ thống của Thẩm Mỹ Viện.